Tech 12.com rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Và trong video lần này thì Tech 12H sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sắp xếp và lọc dữ liệu trong Excel. Khi sử dụng Excel thì có thể bạn sẽ phải sắp xếp và lọc dữ liệu để có thể dễ so sánh và tìm kiếm. Đây là một chức năng khá quan trọng và được sử dụng phổ biến trong Excel. Vậy thì sau đây Tech 12H sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sắp xếp và lọc dữ liệu một cách nhanh chóng nhất. Ở đây để hướng dẫn cho các bạn thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái bảng dữ liệu như thế này. Ngoài ra nếu các bạn muốn hướng dẫn chi tiết hơn thì các bạn cũng có thể tìm bài viết này trên Tech 12H. Đó, như các bạn thấy thì trong này nó hướng dẫn rất là chi tiết. Các bạn có thể xem ở đây. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ví dụ các bạn có một cái bảng thông tin như sau. Thì để sắp xếp dữ liệu, đầu tiên các bạn cần phải bôi đen phần dữ liệu cần được sắp xếp. Ở đây mình sẽ bôi đen cái bảng này. Tiếp theo bạn nhìn lên phía trên, các bạn chọn vào tab Data. Sau đó các bạn chọn vào Sort. Tiếp theo bảng Sort sẽ hiện ra như thế này. Ở trong bảng này có các tùy chọn, đó là Sort By, Sort All và Order. Ở Sort By này là sắp xếp theo cột nào. Ví dụ ở đây ta có tên, giới tính và năm sinh. Còn ở Sort All có 4 lựa chọn, đó là Value, tức là giá trị của các ô trong cột được chọn ở phần Sort By, Cell Color là màu ô, Font Color là màu chữ, Cell Icon là biểu tượng được chèn vào các ô. Còn Order tức là quy luật sắp xếp dữ liệu trong Excel. Đối với chuỗi ký tự thì sắp xếp theo chiều từ A đến Z hoặc là từ Z đến A. Còn đối với số thì sắp xếp từ lớn tới nhỏ và ngược lại. Ví dụ ở đây mình muốn sắp xếp theo năm sinh từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ chọn là, ở Sort By này thì mình sẽ chọn là năm sinh, Sort All là mình sẽ chọn là Value, và ở phần Order thì mình sẽ chọn vào Small to Large. Sau đó các bạn kích OK. Sau đây chúng ta cùng xem kết quả nhé. Đó, như các bạn thấy thì bây giờ tên nó đã được sắp xếp theo năm sinh, người lớn tuổi nhất cho đến người nhỏ tuổi nhất ở đây. Ngoài ra thì để lọc dữ liệu thì các bạn làm theo các bước sau. Đầu tiên thì các bạn cần chọn vùng lọc. Thì mình sẽ bôi đen cái bảng này. Tiếp theo các bạn nhìn lên phía trên, các bạn chọn vào tab Data. Sau đó các bạn chọn vào Filter. Sau khi chọn xong thì Excel sẽ hiển thị ra các cái dấu mũi tên như thế này. Để tiến hành lọc dữ liệu thì bạn chỉ cần kích vào nút mũi tên ở phía trên này. Và muốn lọc cột nào thì kích vào nút bấm ở cột đó. Ví dụ ở đây các bạn muốn lọc dữ liệu chỉ lấy giới tính nữ thì bạn làm như sau. Các bạn kích chuột vào mũi tên ở cột giới tính. Các bạn bỏ tích ở dòng nam đi. Sau đó các bạn ấn OK và bây giờ chúng ta cùng kiểm tra kết quả nhé. Đó, như các bạn thấy thì bây giờ nó chỉ hiển thị tên của các bạn có giới tính là nữ thôi. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sắp xếp và lọc dữ liệu. Việc sắp xếp và lọc dữ liệu rất quan trọng trong quá trình quản lý dữ liệu với Excel. Mình hy vọng với cách hướng dẫn của mình thì nó sẽ thật sự giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thao tác thành công, và trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo bảng và chỉnh sửa bảng trong Excel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.